Chào mừng tất cả cô chú anh chị các bạn đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu các bác một dòng dendro đột biến mang tên là chớp bịp. Dòng chớp này thì cũng khá là quen thuộc với mọi người rồi, và cái giá thành hiện tại thì nó cũng rất là rẻ thôi. Hôm nay em được một lô hàng chớp bịp nhà vườn người ta gửi rất là mướt đẹp luôn. Các lô chớp bịp trước thì đã cháy hàng, và để mọi người xem chi tiết hơn thì em xin cho mọi người xem qua mặt hoa của nó. Dòng chớp bịp này ấy thì nó là một cái dòng hàng chơi hoa quanh năm, hoa rất là bền, và một thân hoa của nó nhá cho rất là nhiều bông hoa. Đây mọi người có thể xem này, một bông hoa của nó này cho rất là nhiều bông, và cánh của nó là cánh viền chớp màu vàng với hoa của nó là màu tím đỏ, rất là đẹp luôn. Chớp bịp hôm nay rất là nhiều cây tơ nhá, và chớp bịp em sẽ bao ship cho các bác khi mua từ 2 chậu, số lượng hôm nay về 40 chậu thôi ạ. Và cũng có khách hàng lô đặt trước đặt, và em cũng sẽ gọi lại cho các bác để chốt một số đơn hàng hôm trước bị thiếu. Nên các bác nào mà chưa nhận đặt hàng được lô chớp bịp để thật nhanh tay ạ. Và cây rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, có cây cao cây thấp thì em sẽ lên cho mọi người thành từng hình. Các bác đọc đúng mã hình giúp em nhé. Phải đọc đúng mã hình bên em sẽ gửi đúng hàng nhé. Nếu mà đọc sai mã hình là sẽ nhầm hàng đấy ạ, nhầm hình đấy ạ. Và mua 2 chậu, cứ combo 2 chậu bất kỳ em miễn phí ship. Đây là chương trình tri ân cuối năm, chứ bình thường dendro này em miễn ship được 10 chậu cơ. Em gọi đây là chậu chớp bịp số 1 này. Chậu này thì nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà các bác làm giống thì cũng rất là ok rồi. Chậu này gồm có 4 thân, và cũng là thân tơ hết nha các bác nhé. 210.000 đồng, chớp bịp số 1. Chớp bịp số 2, chậu này rất là to, mập, khỏe, cũng là thân tơ hết này. Chậu số 2 em bán là 240.000 nhé, 240.000. Chậu chớp bịp số 3, chậu này 220.000, 220.000. Tiếp theo là giò chớp bịp số 4. Ui giò này thì thật là quá là nhiều thân luôn, to lắm ạ. Giò này siêu to đùng. Giò này em bán là 260.000 nhá. Giò số 4 260.000. Chớp bịp hình số 5, 230.000. Đấy, cái này đang nhú, chuẩn bị nhú vòi nụ này, 230.000. Chớp bịp hình số 6, đây ạ, chậu này cũng toàn thân tơ mà rất là cao này, 230.000. Chớp bịp hình số 7, chậu này cũng là thân tơ đấy ạ, chưa ra hoa lần nào, thân mập, 230.000. Chớp bịp hình số 8, chậu này cũng toàn thân tơ này, cao to khỏe mạnh này, đứng ngọn cả đang đi mầm này, chậu này 240.000. Đây là chớp hình bập bịp hình số 8, chớp bịp hình số 8 nhé. Chớp bịp hình số 9 ạ, chậu này 220.000, hình số 9 chớp bịp. Chớp bịp hình số 10, ui chậu này đẹp quá đi, 240.000, thân tơ mướt mượt mượt luôn. Đây hình số 10, 240.000. Chớp bịp hình số 11, 220.000, cũng là thân tơ, nó chỉ nhỏ hơn cái kia một tí thôi, 220. Chớp bịp hình số 12, chậu này em bán 200.000 nhá, 3 thân, một thân đi ngọn ra hoa nhưng mà còn nhiều hoa đấy, 200.000. Đây là chớp bịp hình số 12. Chớp bịp hình số 13, chậu này cũng rất là nhiều thân nhá, 230.000, nhiều thân tơ, đang lên rất là nhiều mầm, 13, 230. Chớp bịp hình số 14, chậu này thì sum xê nhiều thân này, 250.000 này, cao to khỏe mạnh này, 250.000. Đây là 14 nhá. Chớp bịp hình số 15, 210.000 đồng, 15, 210. Chớp bịp hình số 16, 230.000. Chớp bịp hình số 17, ui chậu này đẹp lắm, 260.000, 17. Chớp bịp hình số 18, ui chậu này quá là nhiều thân, cũng 260.000 nhá, sum xuê nhiều thân, nhưng mà thân nó hơi thấp một tí, nhưng nhiều thân lắm, mầm cũng lên nhiều. Hình ra bao nhiêu nhỉ? 18 rồi ạ. Chớp bịp hình số 19 này, chậu này 250.000 này, to khỏe mập. Và cuối cùng là chớp bịp hình số 20 nhá,
Chậu này cũng nhiều thân, cũng 250 đi. Đây, chậu ít thân thì nó mập hơn, nhưng chậu nhiều thân thì nó quái hơn tí, nhưng mà nó số lượng thân rất là nhiều. Em lên cho mọi người tặng 20 hình chất bịp nhé. Còn đây là những cái hình mà để ngày mai em gọi lại cho những cái đơn mà hôm vừa rồi thiếu của khách. Cái này thì tí em sẽ đánh mã vào, các bác chỉ cần đọc đúng mã cho em thôi. Tất cả những hình chất bịp này thì em báo giá, các bác cứ mua 2 chậu chất bịp trở lên sẽ được miễn phí ship nhé. Em đọc đúng giá rồi, các bác chỉ cần đọc đúng mã thôi. Em sẽ đánh lần lượt từ 1 đến 20. Đây là 20 chậu chất bịp em lên trước. Còn đây là những chậu chất bịp ngày mai em sẽ gọi lại cho những khách hàng vừa rồi thiếu hàng để chốt đơn. Mua 2 chậu miễn ship nhé.